Phần thứ hai, hạt nhân nguyên tử. Tương tự ra quá trình tìm ra electron thì quá trình tìm ra hạt nhân của nguyên tử cũng bằng rất nhiều các cái thí nghiệm khác nhau, bằng cách bắn các cái hạt tia alpha vào trong một cái miếng vàng rất mỏng thì người ta xác định được, người ta tìm được cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Cụ thể hơn xin mời chúng ta xem cái thí nghiệm sau đây, xem cái mô phỏng sau đây. Qua cái mô phỏng vừa rồi thì chúng ta thấy rằng hạt nhân nó bao gồm, nó nằm ở giữa cái hạt nhân, là nó nằm giữa cái nguyên tử và nó mang điện tích, mang điện tích dương. Đấy, và thành phần của hạt nhân thì bao gồm có hạt neutron không mang điện, neutron không mang điện, và hạt proton mang điện dương. Và tương tự như electron thì một proton có điện tích là bằng dương 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb, hay tương đương với nó là 1 cộng. Đây là đơn vị điện tích của proton. Như vậy có thể kết luận thành phần và cấu tạo của nguyên tử. Nguyên tử thì bao gồm có hai thành phần chính. Một là phần lớp vỏ, hai là phần hạt nhân. Phần lớp vỏ thì bao gồm có các electron mang điện tích âm. Phần hạt nhân thì gồm có các proton mang điện tích dương và các neutron ký hiệu là N không mang điện. Đấy là thành phần nguyên tử. Đấy là nội dung chính của thành phần thứ nhất, thành phần của nguyên tử.